À, mình thấy không chỉ riêng với STB mà rất là nhiều những em biên giới khác bị phàn nàn ở cái chỗ là bị quét cắt lỗ trong khi giá chưa về tới tức là à, chúng ta sẽ có cái gặp GBP trên sáng ép lúc mà à, ra tin GBP khá bất ngờ là giá leo lên một 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 chấm một năm không đi à, nhưng mà khi mà đặt cắt lỗ đó, ở cao hơn ví dụ như 10 pip hay hai pip 50 pip gì thế này đó à, cao hơn tức là à, trên biểu đồ thì chúng ta sẽ không thấy giá xuất hiện tuy nhiên mọi người phải mở biểu đồ cá nhân và mở lên cái đầu tiên nha là phải mở lên cái giá bit với giá s à, thì áp dụng thì lúc đó chúng ta sẽ thấy một cái chữ trên lệch nè biểu đồ càng nhỏ thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn đây một sự trên lệch nè một cái chữ trên lệch là giá mua à, và giá bán nha giá bit và giá s ha giá mua là lúc nào cũng sẽ là ở mức cao hơn và giá bán lúc nào cũng sẽ là nằm ở cái mức thấp hơn à, cho nên là chính vì vậy cho nên chúng ta khi mà đặt lệnh chúng ta sẽ bị uh, âm là như vậy bởi vì cái mức trên là giá gọi là phí spread đúng không à, nhưng mà cái spread này là spread thả nổi tức là sao nó dựa trên cái sự giao dịch tự do trên thị trường à, chúng ta sẽ không có cố định được cái mức này trừ khi những cái nhà môi giới muốn cố tình làm như vậy thôi chứ còn thị trường thực tế không có cái chuyện là à, cái mức giá này nó cái cái mức spread này cố định được đó chính vì vậy cho nên là khi mà thị trường có những cái biến động mạnh như là khi mà ra tin đây ra tin về ra tin về lãi suất ở bên anh thì chúng ta thấy là mặc dù giá nó kéo lên đây thôi nhưng mà cái mức giá mua và giá bán ở thời điểm đó nó đã cao hơn rồi nhưng mà chúng ta chỉ thấy được một mức giá thôi à, còn mức giá cao hơn thì chúng ta không thấy à, cho nên là chính thời gian đó chúng ta có thể là bị à, cắt lỗ à, ở trong thời điểm này khi mà giá nó giảm cái spread ra bởi vì lúc đó là cái thanh khoản của nó bị à, ở cái mức rất là thấp à, khi mà thị trường có biến động mà thì chỉ có những cái cá mập lớn người ta có thanh khoản lớn người ta vào thôi còn lại thị trường có thể nói là phần lớn các trader chuyên nghiệp mà những cái cái quỹ đầu tư lớn người ta vẫn muốn an toàn ở cái chỗ là khi mà thị trường không có quá nhiều thông tin tin tức hoặc là né những cái thông tin tin tức mạnh đó, để giao dịch. Đấy, cho nên là thị trường trong những cái lúc này chúng ta thấy biến động mạnh nhưng mà thực ra thanh khoản của nó sẽ yếu hơn, à, yếu hơn. Rồi thì đó là cái nguyên nhân gây ra một cái sự gọi là quét các gọi là quét sl của các anh chị mà đặc biệt đối với các anh chị mới chúng ta không có hiểu ha không hiểu về cái này nó là À, sàn uh, vụ mình giao dịch rồi này kia. đó thì bằng cách quan sát những cái cặp tiền mà quan sát những cặp tiền ví dụ như là dưới USD trên dài uh, này thì là đồng tiền của thổ dân kỳ ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thanh khoản nó thấp chính vì vậy cho nên là những cái mức biến động của nó giá biết và giá ép chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn để mua và giá bán thấy rõ ràng hơn ha. đây, à, hay một khoảng cách nhất định này. và đây thanh khoản của nó thấp cho nên là ví dụ như mở một cái nến h mà một ra một phút nó chỉ có một cái chấm thôi à, hay là những cái thời điểm này là những cái thời điểm nghỉ phiên gì đó tuy nhiên là đối với những cái đồng tiền thanh khoản thấp thì giá nó rất ít như này này à, thì khi mà chúng ta đặt lệnh cái giá của nó hoàn toàn là từ ở đây nhảy lên đây luôn tức là giá mua ở đây giá bán ở đây chẳng hạn ha à, ở giá mua ở trên chứ còn giá bán tốt dưới này cho nên là khi mà chúng ta mua có thể nó sẽ khớp lệnh chúng ta tốt ở trên này luôn à mặc dù giá nó mới nằm đây thôi đó là cái giải thích cho các anh chị và khi mà thị trường có những cái biến động mà quá mạnh, thậm chí giá nó còn không khớp được khi mà ví dụ như giá khi mà gáp trên này nó chỉ khớp ở đâu những cái đoạn như thế này thôi, ở giữa chẳng hạn. thì bởi vì là khi mà thị trường đó nó biến động quá nhanh, à, trong những cái tin bất ngờ, ví dụ trên phép tin non farm hay là tin uh, lãi suất của gbp chẳng hạn. À, và đặc biệt để mà nhìn kỹ hơn thì mọi người có thể là tìm hiểu về cái độ giãn spread là gì ở trên google thì cũng sẽ thấy thôi. Đó, thì ví dụ mình lấy một cái bên uh, Trader Việt đi. Đó, thì chúng ta có nè. Stress là gì thì giảm stress là gì và cũng như là tại sao không nên tham gia là giải pháp này, Chống giảm stress trong giờ giao dịch tin sẽ có rất là rõ ràng để mọi người có thể xem. Vì sao stress nè, thường giảm rộng trước và trong khi tin tức quan trọng nè. Đó là khi mà thị trường không biết cái 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 sắp tới chỉ số ra như thế nào cho nên là thanh khoản nó bị giảm rất là thấp. Cho nên cái người mua thì bình thường là người mua ở bên này, người bán ở bên này nó sẽ gần nhau nhưng mà khi mà ra tin, hai người lại cách xa nhau. À, bởi vì mức giá không biết là nó sẽ như thế nào. Sau khi tin ra, cho nên là họ cách ra xa nhau. Cho nên là khi chúng ta đặt lệnh ở đây, nó sẽ khớp tốt dưới này. À, gây ra một cái sự biến động diễn phí uh, spread ha. Còn một cái nữa, uh, mọi người có thể xem đó chính là xem bảng điện chứng khoán. Đây, ví dụ SSI ở Việt Nam này ha, thì chúng ta sẽ thấy được là một cái mức giá bán à giá bán ở đây ha giá bán ở đây là mức giá thấp nhất cũng như giá mua là những mức giá cao nhất đây sẽ nằm đây thì nó luôn luôn có một cái khoảng cách à luôn luôn có khoảng cách bởi sao tại vì nếu như là hai cái giá này nó khớp thì nó sẽ thành giá khớp lệnh à tuy nhiên là giống như ở ngoài chợ chúng ta đi mua uh, rau chúng ta mua cá mua thịt thì lúc này cũng phải có một cái sự chênh lệch giữa người mua và người bán cả người mua thì lúc nào cũng muốn cái giá mua được thấp nhất còn người bán thì lúc nào cũng muốn cái mức giá được gọi là rẻ nhất à, mức giá cao nhất mắc nhất đúng không cho nên là sẽ sinh ra một cái sự trả giá à, hai bên trả đến khi nào hai bên đồng ý với cái trên uh, lệch đó nó đủ uh, hợp lý thì có thể là nó khớp lệnh và nó tương tự đối với toàn bộ các thị trường ha cho nên các anh chị sẽ cần phải tìm hiểu hơn về cái spread này và cũng như các cái giảm giá của thị trường à, tránh cái 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 sự hiểu lầm đến với các cái nhà môi giới ok thì là như vậy ha